Lego Exonauts. Cuốn sách hủy diệt vừa rơi vào tay của tinh quỷ Magma. Để giành lại cuốn sách, lắp ráp ngay tòa tháp di động của S và đối mặt với cổ xe hủy diệt. Bạn có thể quay đĩa ngăn chặn vũ khí nham thạch, đáp trả sự tấn công và chiến thắng vẻ vang. Sở hữu ngay bộ sưu tập Lego Nexo 9 ra mắt tháng 6 này.